Chào các bạn, tôi là Thoại, Hồ Trọng Thoại. Trong 3.657 cái giám trong tuyệt kỹ cô gái thì cái giám khó nhất đó là giám bay, là bám dai. Cho chị một vé cua lại vào bầu nha em. Hai. Nhảy lên ơi. Ê, nhảy lên, đợi anh. Anh ơi, anh ơi, anh vui lòng nhỏ tiếng với em với. Vợ đang đi. Ăn xoài xin mồi không? Không mà. Không cần cái này bắp, không đập cái này được. Nè, trong rạp không được livestream. Trời ơi, phim 2 giờ sống được livestream. Đi. Dạ, đi đâu anh? Đi lên Phượng livestream. Tưởng hết hả? Chưa đâu. Nói chung là coi phim thì chúng ta nên văn minh và lịch sự các bạn nhé. Ừ. Hy vọng là xem xong bộ phim này, các bạn sẽ học được tuyệt chiêu cô gái của Thoại. Đó là không đẹp trai thì phải chai mặt, không có thần thái thì phải thần kinh. Chúc các bạn một năm mới thiệt là êm và nhớ ủng hộ cua lại vào bầu Tết này nha. Yeah!